ngồi im. Ôi, em ơi, nhìn dễ thương kìa. Em ơi, đẹp quá. 600. Mua à? Ừ, mua mới mua đấy. Ờ, mua ở đâu ấy? Đẹp mà đúng không? Đẹp thế. Ở hàng nào? Kìa trắng kìa. Không phải, nhưng mà nay không mặc hợp những cái kiểu cute thế. Mình phải mặc. Mình phải mặc bó body cơ. Giống cám. Đẹp mà đúng không? Ờ, dễ thương của tay. Bây giờ mình xử lý nhá. Bạn xử lý nào. Quay được hết.